Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Còi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ unbox cho mọi người một cái bàn phím tàu. Lý do mình mua bàn phím tàu này là vì hôm trước mình có mua một con chuột tàu 350.000. Và mình không nghĩ là cái con chuột đấy nó lại ngon như thế. Mình nghĩ là cái con chuột đấy mà hãng lớn thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 1 triệu. Mà không ngờ là 350.000 mình cầm được một con chuột ngon như thế. Thì hôm nay mình đã quyết định mình dùng thử một cái bàn phím tàu. Tại vì cái bàn phím hồi trước của mình thì mình dùng nó cũng lâu lâu rồi, cũng chục năm rồi. Tại vì bàn phím cơ thì nó cũng bền, nó cũng chả hỏng đâu. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng lâu rồi, nó cũng hơi tã cái phím rồi ấy. Thì mình đã chuyển sang một cái bàn phím. Thì mình lúc đầu mình định chuyển sang bàn phím cơ của mình hãng lớn lớn cơ. Vì mình nghĩ là dùng lâu thì mình mua mang xịn xịn cũng được. Nhưng mà xong mình quay lại mình thấy là mấy cái hãng tàu bây giờ làm ngon quá ấy. Mới cả được giới thiệu là con này rất ngon trong cái tầm giá này. Thì bây giờ mình sẽ unbox luôn cho mọi người nhé. Đây là bàn phím Rainy 75. Thì cái thương hiệu này mình cũng không rõ, hình như tên thương hiệu là cái này này. Còn đây là cái mã, hình như đây là cái mã của bàn phím này phải. Mình cũng không rõ, mình khác tàu nó nhiều mã quá, cũng không biết được luôn. Nhưng mà cái đặc điểm đầu tiên khi mình cầm cái bóc này là nó nặng, vách cả chuồng luôn mọi người. Nó nặng lắm. Ok, bây giờ sẽ unbox luôn nhá. Mình cũng chưa biết trong như nào luôn nhé. Đây là hộp của nó. Rất là nặng luôn. Ở đây phần trước thì nó sẽ có một cái layout bàn phím. Lần này mình sẽ chọn một cái layout nó gọn so với cái bàn phím trước của mình. Thế giờ mình cũng không hay dùng cái bộ bàn phím số bên cạnh ấy. Thế nên là mình chọn cái layout nhỏ nhỏ này cho nó gọn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ accessory box. Cái bản này thì mình mua là cái bản mà có ba cái kết nối. Đó là kết nối bằng Bluetooth, kết nối bằng cái sóng 2.4 và kết nối bằng dây. Họ cho thêm mình một vài cái switch để thay thế trong trường hợp là switch nó bị hỏng, bị lỗi. Đó, đây là cái đầu 2.4 này. Và đây là cái dây USB-C để nếu mình trong trường hợp là mình thích dùng dây thì mình có thể dùng cái này. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Ui, nặng kinh hồn luôn ấy. Trong này sẽ có danh sách hướng dẫn sử dụng nhưng mà chắc mình tính chung thì mình cũng không hiểu gì luôn. Đây là hàng nội địa chung nhá. Pen pen ui nặng thế. Đây, hai cái xốp bóc ra. Bây giờ mình sẽ chính thức mình bóc rồi nhá. Ngon không? Bây giờ mình sẽ bóc siêu nhé. Mình xem nhỉ, mình xem trên mạng thì màu nó rất là đẹp. Cái tông này mình lấy là cái tông đen và nó hơi gọi là màu cháo lòng một tí. Tại vì là mình cũng sợ cái màu trắng là dùng lâu nó sẽ bị kiểu nó cháo lòng đi thì mình mua luôn cháo lòng. Đấy, bây giờ bóc nhá. Ui, nặng thế nhỉ? Cái bản của mình mua là cái bản mà gọi là gì nhỉ? Tạ thép. Nên là nó khá là nặng. Ngon chưa mọi người? Đó, đây là cái layout lần này mình chọn nó sẽ rất là gọn mọi người nhìn này. Thì mình cũng không hay dùng cái bàn phím bên này ấy, nên là mình chọn layout này cho ngon. Wow. Đẹp thế nhỉ? Wow, mình sẽ để cái máy quay nó cận vào cho mọi người nhìn nhá. Ngon đấy. Wow. Mọi người nghe cái tiếng này. Cảm giác nó sẽ hơi nông hơn so với cái bàn phím hồi trước mình dùng. Hồi trước mình dùng con IKBC C87. Nhưng cảm giác là nó rất là đầm. Rất là đầm. Đây, bây giờ mình sẽ bóc cái mặt dưới lên thì nó sẽ có cái tạ thép ở đây. Mình đang chưa biết là cái tạ thép này bóc lên, bóc ra kiểu gì nữa. Không biết luôn, mà hình như là không bóc được ấy. Nếu bóc được thì nó đã có chỗ bóc rồi. Hình như là không bóc được đâu. Chắc không bóc đâu mọi người ạ. Đây là cổng USB-C nhá. Đấy, nếu mà mình thích cắm dây thì mình có thể dùng USB-C, dùng dây cắm. Wow, mọi người nhìn cái layout này có ok không? Nhưng mà mình cảm giác là nó gia công nó không ổn lắm đâu. Đây, để mình bóc cái một cái switch này cho mọi người xem. Mình thấy là cái switch này nó hơi bị... Đây mọi người nhìn này. Gia công rất là nham nhở luôn này. Phím này như kiểu là nó bị cậy ra nhiều lần và nó bị xước rồi ấy. Này. Gia công rất là xấu luôn. Cái này tại sao lại thế nhỉ? Cái này là mình bóc siêu đấy. Mà nó xấu vãi cả chuồng luôn. Nào nhìn này. Xấu vậy. Nhưng chỉ có một nút này thôi. Nút này là nó bị xấu thế thôi. Còn
còn những nút khác thì nó ok. Tự nhiên làm xấu đi cả cái máy của mình. Nhìn gia công mọi thứ thì khá là đẹp, trừ một cái nút cáp lốc hôm nãy mình bóc lên cho mọi người thôi. Wow, xịn đấy, giá khá là rẻ nhưng mà mình nhìn này, mời nghe cái tiếng luôn này. Ok, vừa rồi thì mình đã unbox cho mọi người cái bàn phím Rainy 75. Đây là một trong những bàn phím tàu mà mình thấy mọi người trong gần một năm đây thì mọi người đánh giá rất là tốt bàn phím này. Và mình đã thử unbox thì cảm quan đầu tiên của mình là thấy là nó chắc chắn này, nó gia công của nó rất là tốt, trừ cái phím cáp lốc này. Nãy mình vừa nói cái phím cáp lốc này thì nó hơi bị dơ và gần như kiểu là một cái sản phẩm lỗi, mà không biết tại sao nó lại có ở trong cái bản, trong cái bản xuất xưởng này. Thì hy vọng là những cái khác nó sẽ không bị như thế này. Mình nghĩ là thỉnh thoảng nó mới có cái lỗi như này thôi. Và khi mình gõ thử ấy, thì mình thấy là cái cảm giác gõ nó rất là tốt. Nó cảm giác nó hơi nông so với cái bàn phím cũ của mình, nhưng mà nó rất là chắc chắn, đầm và thép, nên là nó nặng lắm. Nhưng mà sờ và rất là thích này. Sờ và rất là xịn. Ok, nếu mọi người cần tìm một cái bàn phím giá rẻ rẻ, mình nghĩ đây cũng là một cái lựa chọn rất ok. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Và video sau mình sẽ đánh giá cái bàn phím này chi tiết hơn trong video gần nhất.